Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Đông. Ngày hôm nay thì em sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn dự án 6 căn nhà xây mới nằm tại khu vực Văn Quán Hà Đông ạ. 6 căn nhà này thì hiện tại thì gia chủ đã bán 1 căn rồi thì chỉ còn 5 căn thôi ạ. Phía căn phía bên ngoài cùng là gia chủ đã bán. 5 căn này thì có 4 căn phía dãy này thì là mặt tiền nó rơi vào tầm 3,5 đến 3,6 mét mặt tiền ạ. Diện tích thì là đều là 30 mét vuông. Căn ngày hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị và các bạn tham khảo căn bên cạnh này ạ. Căn này thì là mặt tiền là rộng nhất trong các căn ở đây ạ. Mặt tiền của căn nhà này thì như anh chị và các bạn đã thấy này, mặt tiền là siêu rộng luôn. Mặt tiền căn này rơi vào hơn 6 mét ạ. Đường trước nhà đây là đường đi chung thì đã được gia chủ lát gạch đỏ rất là sạch và đẹp. Ngó chung này nhưng mà cũng rơi vào khoảng tầm 2m2 đến 2m3 ngó gì đấy, rất là rộng. Đây trước nhà mình đây thì xe cộ là để thoải mái, mình không cần phải cho xe vào nhà. Với cái căn này thì diện tích là 30m2, thiết kế là 5 tầng. Mặt tiền của căn nhà là hơn 6m, hướng nhà căn này thì nó là hướng đông ạ. Còn mấy căn đối diện đây thì nó là hướng tây ạ. Sau đây thì em xin mời anh chị và các bạn theo em vào không gian phía tầng 1 của căn nhà để tham quan ạ. Đây là không gian phía tầng 1 của căn nhà đây ạ. Chỗ không gian này là khoảng không này là không gian của phòng khách ạ. Nhà này thì nằm ở khu vực trung tâm của Văn Quán, di chuyển ra các trường đại học như là Đại học Kiến trúc, Đại học Bưu chính Viễn thông rất là gần nhà mình. Anh chị và các bạn có con em mà học ở trên khu trung tâm đấy thì di chuyển rất là thuận tiện. Cuối nhà đây là không gian của phòng bếp. Phòng bếp đây thì được gia chủ thiết kế là tủ bếp này. Màu trắng này trông rất là trẻ trung sang trọng. Phía cuối cầu thang đây thì được thiết kế là nhà vệ sinh ạ. Nhà này thì cách mặt đường chính, trục chính ấy, ô tô chạy thì rất là gần. Khoảng tầm 20 mét thôi là ra đến đường ô tô rồi. Em xin mời anh chị và các bạn theo em lên phía tầng 2 để tham quan. Đây là phía tầng 2 của căn nhà. Tầng 2 của căn nhà đây thì bố trí là cứ một tầng một nhà vệ sinh, một phòng khép kín ạ. Đây ạ. Ưu điểm mặt tiền của căn này rất là rộng, cho nên là cửa ở đây có ban công, cửa sổ rộng, nhà vệ sinh thì cũng sẽ có cửa. Đấy, em xin mời anh chị các bạn tham quan. Nhà thì hiện tại gia chủ vừa mới hoàn thiện xong. Các căn bên cạnh thì đang hoàn thiện lốt ạ. Đây em xin mời anh chị xem nhà vệ sinh ạ. Trong không gian nhà vệ sinh này thì tương đối là rộng ạ. Gia chủ thì cũng đã lắp tấm chắn cứng này, chấm giọt bắn này. Bên trong thì có vòi rửa, chậu rửa đầy đủ. Thiết bị vệ sinh thì được bố trí này. Bình thường các chủ đầu tư khác thì em thấy thiết kế cũng như là chậu rửa nó không được các cái loại rất là xịn như này đâu ạ. Gương thì có đèn chiếu sáng này, đèn led đấy ạ. Bên cạnh đây thì là có cửa sổ rất là rộng để lấy thoát được mùi cũng như là gió. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà này thì em xin mời anh chị và các bạn theo em lên các tầng tiếp theo để tham quan ạ. Đây là phía tầng 5 của căn nhà. Phía tầng 5 của căn nhà đây thì được bố trí một không gian thờ nhỏ nhỏ đấy ạ. Bên cạnh thì cũng có thiết kế, có cửa sổ nhìn ra phía đằng sân phơi. Còn đây là không gian của sân phơi ạ. Xung quanh đây thì đã được gia chủ lập mái tôn này, che chắn hết rồi. Xung quanh nhà thì được bảo vệ bằng
lớp inox rào chắn, có cửa thoát hiểm ạ. Đây, phía đằng này là cửa thoát hiểm, ống chờ để ống thoát để mình để máy giặt. Diện tích của căn nhà này là 30m², được thiết kế 5 tầng, mặt tiền là hơn 6m. Hướng nhà thì nó là hướng đông ạ. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ cho em để đi xem trực tiếp nhé. Ngoài căn này thì mình có thể lựa chọn 4 căn bên cạnh nữa. Có 5 căn để mình có thể lựa chọn. Diện tích của các căn thì đều là 30m², rất là gần trung tâm của văn quán. Có con em học ấy thì di chuyển ra trường đại học thì rất là gần, đại học kiến trúc cũng như là bưu trường viễn thông thì rất là gần nhà mình. Gia chủ thì đang nhờ em giao bán với giá loanh quanh khoảng 4 tỷ, có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng ạ. Tổng diện tích như này gia chủ thiết kế 5 tầng thì mình cũng sẽ được 3 phòng ngủ đầy đủ công năng. Xin chào và hẹn gặp lại.